Chúng ta sang ví dụ số 4. Đề bài yêu cầu là đề bài cho là tam giác ABC có AB lớn hơn AC. Từ trung điểm M của BC vẽ đường thẳng vuông góc với tia phân giác của góc A. Cắt tia phân giác tại H, cắt AB và AC tại E và F. Chứng minh rằng BE bằng CF. Câu B nhỏ, chứng minh là AE thì bằng AB cộng với AC trên 2. BE thì bằng AB trừ đi AC trên 2. Câu C nhỏ, góc BME bằng góc C trừ góc B trên 2. Và có hình vẽ như sau. Các em nhìn này, tam giác ABC có AB lớn hơn AC. Chú ý là trong những bài toán như thế này, các em rất nhiều em sẽ vẽ hình, và vì chúng ta không có cách vẽ cái phương pháp vẽ hình nên các em vẽ sẽ bị những cái điểm như này nó sẽ dính vào với nhau và dẫn tới các em nhìn sẽ rất là khó. Cho nên theo thầy giáo, là lời khuyên của thầy giáo là khi các em làm bài toán hình, các em nên vẽ hình theo nhiều cách, vẽ theo nhiều cái hình khác nhau để từ đó nhìn được một cái hình nào mà nó hợp lý nhất, đẹp nhất, là thoáng nhất để các em có thể giải quyết bài toán. Từ trung điểm M của cạnh BC, đây trung điểm M đã đánh dấu trung điểm, trung điểm M của đoạn BC, kẻ đường vuông góc với tia phân giác. Đây là tia phân giác, ta sẽ có hai góc này bằng nhau, góc A và cắt tia phân giác tại tại H, cắt cạnh AC tại F và cắt cạnh AB thì tại E. Đây E và đề bài yêu cầu chứng minh là BE bằng CF, có nghĩa là hai đoạn thẳng này bằng nhau. Vậy trước hết, đầu tiên là chúng ta sẽ nghĩ đến là gắn hai tam giác bằng nhau. Nhưng mà em nhìn trên hình vẽ là chúng ta sẽ thấy là BE và CF chưa nhìn thấy nó nằm trong hai cái tam giác nào bằng nhau cả. BE thì chỉ nằm trong tam giác BEM thôi. Thế còn CF thì nằm trong tam giác CFM. Đấy là trên hình vẽ đã thấy như vậy. Và các tam giác mà chúng ta nhìn thấy trên hình vẽ mà chứa BE và CF thì nó không bằng nhau. Như vậy chúng ta sẽ nghĩ đến cách là chúng ta phải vẽ thêm hình. Ở đây, thường trong những bài toán này là người ta sẽ nghĩ đến, trong những bài toán các em nhớ này, đây là kinh nghiệm, trong những bài toán liên quan đến trung điểm, người ta thường hay lấy thêm trung điểm là một này, người ta thêm kẻ thêm các đường vuông góc để tạo thành các tam giác bằng nhau. Người ta sẽ kẻ từ C một cái đường vuông góc với cả EF. C, ký hiệu chỗ này là CP chẳng hạn. Tương tự như thế. Tại sao nó lại kẻ từ C? Bởi vì ở đây xuất phát từ đoạn CB này có M là trung điểm, do đó mình mới nghĩ cách là kẻ đường vuông góc từ C và từ từ B. Đó, cái điều gì nó cũng có lý do của nó cả, chứ không phải chúng ta dựng đường vuông góc một cách tùy tiện được. Hiệu đây là Q. Những cái đoạn thẳng không cần thiết này chúng ta có thể bỏ đi được. Các em nhận thấy như bây giờ là trên hình vẽ là có thể thấy là hai cái tam giác là khả năng là bằng nhau rồi, đúng không? Đây, hai tam giác này. Đấy. Hai tam giác sẽ có khả năng là bằng nhau. Nếu như chúng ta chỉ ra được hai tam giác mà bằng nhau thì chúng ta sẽ có BE bằng CF. Đây là phân tích bài toán là chúng ta sẽ có như vậy. Muốn chỉ ra hai tam giác bằng nhau thì chúng ta phải xem hai tam giác này có những yếu tố nào bằng nhau rồi. Đây là cái bước phân tích bất cứ một bài toán hình học nào. Muốn chỉ ra hai tam giác này bằng nhau, các em để ý xem có yếu tố nào về cạnh bằng nhau không.
chưa có dấu hiệu nào cả. BE và CF chúng ta đang cần chứng minh. EQ với FP mơ hồ, chưa có gì cả. Vậy chúng ta sẽ phải nghĩ đến xem có góc nào đã. Để ý là góc vuông, bằng góc vuông rồi. Vậy chúng ta sẽ nghĩ ngay đến chỉ ra cái góc này. Và góc này là hai góc bằng nhau. Góc này đối đỉnh với góc này. Vậy thì nếu thế thì nếu hai góc này bằng nhau thì hai góc này phải bằng nhau. Chúng ta xem trên hình vẽ có bằng nhau không. À, lại để ý đến điều kiện của bài toán là từ cái điểm M này ta kẻ đường vuông góc với đường phân giác của góc góc A. Do đó trong tam giác AFE có đường phân giác lại đồng thời là đường cao, đúng không? Vậy tam giác đấy là tam giác cân, và tam giác cân thì tam giác có hai góc ở đáy phải bằng nhau. Điều này chúng ta đã giải quyết rồi. Như vậy ta sẽ có góc F bằng góc E vì là tam giác AF cân. Góc E thì bằng góc BEQ vì đối đỉnh, dẫn tới góc BEQ bằng góc CFP. Như vậy hai tam giác chúng ta đã có hai cặp góc bằng nhau, đó là góc vuông và góc BEQ với cả CFP. Vậy chúng ta định hình bài toán là chúng ta chỉ cần chỉ ra một cái cạnh bằng nhau nữa thôi, là cạnh EQ phải bằng cạnh FP, hoặc là chúng ta chỉ ra cạnh BQ bằng cạnh CP. Bởi vì trong tam giác vuông chúng ta đã có góc vuông bằng nhau rồi, hai góc nhọn bằng nhau rồi, thì dẫn tới hai cái góc này cũng phải bằng nhau. Đấy, để quá trình phân tích bài toán là như thế. Vậy ở đây chúng ta chỉ cần chỉ ra BQ bằng CP. Vậy muốn chỉ ra BQ bằng CP, ta lại nghĩ đến BQ và CP là phải gắn ở trong hai tam giác. Và ở đây chúng ta nhìn thấy đó là tam giác BQM và CPM. Hai tam giác này có cạnh CM bằng cạnh BM rồi. Hai góc đối đỉnh bằng nhau rồi. Hai góc vuông lại bằng nhau, hai góc vuông bằng nhau dẫn tới hai cái góc còn lại cũng phải bằng nhau. À, như vậy là hai tam giác bằng nhau theo trường hợp góc cạnh góc. Hai tam giác bằng nhau chúng ta sẽ có được BQ bằng CP. Như vậy bài toán của chúng ta đã được giải quyết. Trên cơ sở phân tích như thế, ta sẽ bắt đầu giải. Câu A này, kẻ CP vuông góc với EF, BQ cũng vuông góc với EF, và chúng ta đã quy ước rồi đúng không? Khi nói kẻ một đường thẳng, là kẻ một đoạn thẳng mà vuông góc với một cái đường thẳng, thì cái điểm, ví dụ đây ta kẻ CP vuông góc với EF thì có nghĩa là P phải thuộc trên EF. Còn kẻ BQ vuông góc với EF thì Q cũng thuộc EF. Nên cái điều này chúng ta không cần phải nói. Bây giờ chúng ta bắt đầu từ điều gì? Các em có là tam giác AFE. Tam giác AFE có phân giác là đường cao. Suy ra tam giác AFE cân. Cân tại đâu? Cân tại A. Bài toán này nếu bạn nào thắc mắc, chúng ta có thể xem lại các phần ví dụ. Ở đây là tam giác mà có đường phân giác mà là đường cao thì chính là các em xem ở trong cái phần ví dụ minh họa của phần chúng ta vừa mới nghiên cứu, là trường hợp bằng nhau thứ ba của hai tam giác, là trường hợp góc cạnh góc. Cân tại A. Cân tại A thì chúng ta sẽ suy ra. Đây là ký hiệu, chỗ này là góc F1, chỗ này là E1 để cho dễ. Ta sẽ có góc F1 thì bằng góc E2 mà E2 thì lại bằng E1 ở vị trí đối đỉnh. Từ đây dẫn tới là F1 phải bằng E1. Như vậy ta đã chỉ ra được hai tam giác con này có hai góc bằng nhau, góc vuông lại bằng nhau rồi. Từ đây chúng ta sẽ suy thêm ra là góc FCP
góc FCP bằng góc EBQ. Tại sao hai góc này bằng nhau thì các bạn biết rồi, hai tam giác mà có hai cặp góc bằng nhau, đó là góc vuông, mà góc vuông góc E1 bằng F1, vậy thì hai góc còn lại cũng phải bằng nhau, bởi vì tổng ba góc trong một tam giác thì bằng 180 độ. Chúng ta sẽ ký hiệu ở đây là 1. Ta có hai. Rồi, bây giờ ký hiệu đây là 1, để tí nữa chúng ta sẽ chỉ ra thêm cạnh CP này bằng BQ này, rồi chúng ta sẽ ký hiệu là 2, và từ 1 2 sẽ dẫn tới hai tam giác nhỏ nhỏ này bằng nhau. Mà hai tam giác nhỏ nhỏ bằng nhau chúng ta sẽ có CF bằng bằng BQ. Một rồi. Bây giờ chúng ta xét tam giác. Xét tam giác CPM và tam giác CPM và tam giác BQM. Chúng ta có cạnh CM bằng cạnh MB. Điều này là do giả thiết góc PMC bằng góc QMB. PMC bằng QMB vì đối đỉnh. Do đó, do hai tam giác có góc vuông bằng góc vuông nữa rồi, vậy thì góc còn lại cũng phải bằng bằng nhau, cho nên ta có góc PCM. Chỗ này các em chú ý này, tính chất này chúng ta rất hay áp dụng. Góc PCM thì bằng góc PCM bằng góc QBM. Từ đây dẫn tới tam giác CPM phải bằng tam giác BQM. Bằng tam giác BQM. Tất nhiên là theo trường hợp góc cạnh góc rồi, đúng không? Và hai tam giác bằng nhau dẫn tới cạnh CP bằng BQ. CP bằng BQ. Là ký hiệu chỗ này là 2. Vậy từ 1 và 2. Từ 1 và 2. Ta sẽ có tam giác F PCF PCF bằng tam giác PCF bằng QBE. Theo trường hợp góc cạnh góc phi ra cạnh BE bằng cạnh CF. Vậy chúng ta đã xong IA. Bài toán này tương đối phức tạp là các em phải tạo thêm hình là một. Cái thứ hai chúng ta lại phải qua hai bước, muốn chứng minh hai tam giác để ra kết quả bằng nhau, chúng ta lại phải chỉ ra hai tam giác khác bằng nhau, rồi từ đó chúng ta lại dẫn tới các cạnh của cái tam giác chúng ta cần chứng minh bằng nhau. Tiếp theo đó chúng ta mới có thể suy ra hai cái tam giác đó bằng nhau được. Đấy, bài toán tương đối phức tạp. Ý B, AE bằng AB. Các em để ý này, AE thì bằng AB cộng AC trên 2. Câu B. Chúng ta chỉ cần chú ý là cạnh AC thực ra chính là bằng cạnh gì? AC thì chính bằng AF trừ đi CF. Còn AB thì bằng AE cộng với BE. Các em chỉ việc cộng với vế với vế của cái này thì ta sẽ có AB cộng AC thì bằng cái gì? AE cộng AF thì chính là 2 lần AE. Thế còn CF trừ CF với BE thì vì CE với BF bằng nhau theo câu A ta vừa mới chứng minh được, do đó hai cái đoạn này là bằng, cộng trừ nhau là hết, do đó AB cộng AC thì bằng 2 lần AE. Suy ra AE bằng AB cộng với AC đem chia cho 2. Và tương tự như thế ta sẽ có BE. BE thì phải bằng
nếu chúng ta trừ hai vế cho nhau, đây là cộng hai vế nhé, đây là cộng hai vế lại, thế còn trừ hai vế đi, ta sẽ có AB mà trừ đi AC thì sẽ phải bằng AE, AB trừ AC, AB trừ đi AC, chúng ta trừ hai vế cho nhau thì AE trừ AF hết, đúng không? Hai cái AE trừ AF hết, còn BE trừ đi trừ CF vậy chính là hai lần B, BE. Hay suy ra BE bằng AB trừ đi AC trên 2. Vậy chúng ta đã xong ý B. Đến ý C. Ý C chúng ta có góc BME, bây giờ các em chú ý này, góc BME là cái góc thầy đã đánh dấu đây, phải bằng góc C. Đây là góc C đây. Trừ đi góc B trên 2. Vậy chúng ta sẽ chứng minh như thế nào? Các em chú ý, trong cái bài toán về tổng ba góc trong tam giác thì đã nói rồi, đúng không? Khái niệm về góc ngoài. Các em sẽ có góc B bằng gì? B. À, xin lỗi, góc C. Chúng ta sẽ sử dụng góc C chứ không phải góc B. Góc C bằng này, vì góc C là góc ngoài của tam giác CMF cho nên nó chính bằng góc F1 cộng với cả góc CMF đây bằng F1 cộng với CMF. F1 cộng với CMF thì chính bằng F1 cộng với CMF. CMF thì chính là bằng góc BME. Cộng với BME. Như vậy ta đã có góc C thì bằng góc F1 cộng với cả góc BME rồi. Mà góc F1 thì lại bằng góc E2 bằng E2 cộng với BME. Em chú ý chỗ này, góc E2 thì lại là góc ngoài của tam giác MEB nên nó lại bằng góc B cộng với BME. Như vậy ta sẽ có bằng góc B cộng với BME rồi lại cộng với góc BME nữa. Và đến đây chúng ta sẽ suy ra được góc BME phải bằng góc C trừ đi góc B chia 2. Như vậy là thầy giáo đã hoàn thành câu C và chúng ta đã xong ví dụ số 4.